lon này cao tổng cộng của nó là 1m4 ngang ngửa với bát lon nha các bạn các bác. Tại em mét mốt anh. Mét mốt cứ nói em mét tư hoài sao chịu. Ờ vậy hả? Ừ. Mốt hả? Dạ, ok, giờ đính chính lại là cái lon này 1m4 bằng với mét tư cho bác. Vậy mét tư. Dạ, lon này đặc biệt khi sai xỉn lon này có bánh xe. Cái mọi người cứ để nằm bên lon này coi nãy nãy nha, ông nào nằm xỉn tầng sai. Trên tầng dưới đều được nha. Dạ. Tầng trên tầng dưới đều được hết nha quý vị. Đa chức năng nha. Đa chức năng. Cho các ông nào mà đi lết không nổi về. Chúng ta cắt vào nha. Mình có thể mà kéo. Mình lên để mình kéo. Mình lên để mình kéo. Bà con các bác mình có thể cắt vô. Và nếu mà đâu, không... nằm thử coi. Nếu mà có ép bánh gì thì để bánh vô xuống ép lại luôn được nha bà con. Nè đúng rồi nè. Đó. Lên ra lên nằm lên nằm. Như cái bánh trung thu ha. Đây. Được. Đó. Rồi chúng ta có thể lên nằm luôn nha bà con. Hai người ngồi vẫn được nha. Lên ngồi luôn các bạn. Nằm nằm. Đó, đẩy một vòng coi. Vòng coi quay coi. Trời. Ok. Con cái này giống cái gì? Nàng tiếng cá trên cạn. Ủa nàng tiếng cá này nó không? Quay xuống rồi xuống, để xuống. Nè. Đặc biệt là mọi người có hứng lên thì mọi người cứ hứng lên hả? Hứng lên đó, để cái lon này xuống. Xuống chưa xong. À nè. Lon lon. 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 Móc. Ôi mời. Nè, hứng lên là để vậy. Rồi xong nếu mà muốn chơi chọi nữa để cái hình ở đây. Lại trang luôn. Ở dưới khắc tên rồi ngày sinh. Asalami karaku. Dạ cảm ơn bà cô hát đã yêu thương ủng hộ mình. Thôi có ly cà phê uống rồi. Đi cà phê băng đi. Thôi. Cả ly cà phê đem ra uống được có mấy hớp rồi. Tan hết rồi. Kéo cà phê không? Để mấy anh uống. Ờ, nói chị Phượng kìa hả? Chị Phượng đi học é nè chị Phượng ơi. Phượng ơi. Để cho mấy anh rồi tâm sự tí nha. Nha. Thôi ăn xa tí. Nhà không cảm nha. À, đôi khi để cho mấy anh chị nói chuyện tự nhiên tí. Quay sáng rồi cũng hơi nhiều rồi. Quay xa thôi. Đúng không? Đứng xa xa quay mấy anh thôi cho mấy anh nói chuyện cho thoải mái. Đi vòng vòng sao nha. Dạ. Dạ. Không nhậu. Nóng hầm lên. Ừ, bây giờ mà có ba một thùng bia là ngon thiệt luôn. Nó mát liền ha anh. Ôi giờ gió gì vậy, gió mát hả anh? À. À, phải nói phân cảnh mà review cái lo cười đau cả bụng. Giờ mà cái nhà đi xuống vào bên trong quay chị Hồng Loan ha. Đây mấy anh quay phim nằm lăn lóc hết rồi đó nha. Ra quay phim mấy chị ơi. Mát rồi, mát rồi. Chạy. Nay quay tới 10 đêm cũng được. Nay gần nó đã quá. Nói chung là một cái bộ phim MV ca nhạc này nó mất rất là nhiều thời gian luôn cả nhà. Thì dựng ra nhiều bối cảnh quay gần, quay xa, quay cận rất là nhiều luôn. Đó, bây giờ anh Tý đang rủ mấy chị em. Dạ. À, tiếp tục. Lần đầu tiên anh Hải đóng phim. Rồi. Nằm lại đi. Nắng lại rồi. Không biết là sao giờ sao. Coi coi được ông, coi Nam coi được ông. Coi Nam coi. Đợi nắng lại coi được đi. Nằm lại đó, mấy anh chuẩn bị quay rồi cả nha. Này ghép đang chuẩn bị bối cảnh đó cả nhà. Và bên trong là chị Hồng Loan.
chị Hồng Loan, chị Bích Trâm và vợ của anh Sang cả nhà. Cậu Nhân đứng ở xa quay cả nhà mình xem thôi. Lại gần người quá. Mọi người đang chuẩn bị phân cảnh nha cả nhà. Đây là bên trong. Dạ thì đây là phía bên ngoài phim trường nè cả nhà. Hồi sáng thì mấy anh em đi vô đây. Đó. Vô đây không ngờ là đây là có phim trường luôn nha, thấy cái đường kỳ quá. Thì hiện tại cái đường này thật sự là đã đổ nhựa rồi. Đổ nhựa rồi cả nhà, nhưng mà làm cống, họ làm cái cống họ móc lên để họ làm cái cống đó cả nhà. Dạ. Thì vô tới đây mới biết là trong đây có phim trường. Đó, hồi sáng thì Hậu Nhân chạy mút cái là kia cả nhà. Mới sáng lại sợ dám, không dám, sợ không dám vô, với lại phần nữa sợ không vô được á. Thì đứng bên ngoài. Và hên cái là gặp được mấy anh chị cho vào bên trong. Đó, Hậu Nhân là người đến đầu tiên luôn, lát nữa thì mấy anh em kia đến sau. Đó. Phải nói là tới trước. Xem tình thế nào, mấy anh gọi được thì mấy anh em khác sẽ đến theo. Thì hôm nay là cũng có rất là nhiều anh em đến cả nhà. Đến đây và quay chia sẻ cập nhật thông tin mới nhất gửi đến cô chú anh chị cũng như là cô chú bác trong và ngoài nước cũng như là bên nước ngoài đang quan tâm và yêu mến chị Hồng Loan, thì cũng nhờ những cái quý báu nhỏ mà mấy anh em gửi đến và chia sẻ đến cả nhà. Dạ thì cũng rất mong cả nhà yêu mến chị Hồng Loan á, thì cũng yêu mến mấy anh em hãy đăng ký và like, nhớ là tương tác và nhắn tin bình luận bên dưới cả nhà. Mình càng tương tác, mình càng bình luận nhiều á, thì kênh nó sẽ đề xuất mạnh hơn. Hồng Nhân xin chân thành và đại chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Hồng Nhân sẽ cố gắng hết sức làm có thể hết sức mình luôn cả nhà. Nếu còn sức khỏe, còn không mệt á, thì Hồng Nhân sẽ cố gắng đi quay và cập nhật những thông tin về chị Hồng Loan cho cả nhà mình xem. Hồng Nhân rất là vui vì được cả nhà mình bình luận trên kênh cũng như là chia sẻ cho cả nhà mình được những cái cô chú bác anh chị ở xa đang yêu mến tới chị Hồng Loan cũng như là người con gái của người xỉu Tú Chú Linh được biết. Dạ Hậu Nhân nói chung là Hậu Nhân cũng không biết cách nói chuyện gì nhiều á, mong cả nhà thông cảm nha. Thì bây giờ ống cá dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.